Hello tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Hưng đây. hiện tại là 12 giờ đêm. ngày hôm nay mình nghĩ là mình chỉ vô trong game mình coi các cái sự kiện gì không. Chắc là mình nhận ít KNB rồi mình lên trên tầng 3 mình chen quái, mình kiếm ít đồ bán các bạn ơi. Giờ này khỏe KNB quá. Ok vô. Mình mới đi chợ của mình cái chốt dịch về. Ôi. Mới chợ về nên cũng hơi mệt. Tắt cái này đi. Để coi có sự kiện gì nó hot hot không. Hôm qua nó mới ra cái sự kiện giống như sổ sứ mệnh của Liên Quân vậy các bạn. Hôm nay chắc nó không ra cái gì mới đâu, khá hơi chán nha. Sổ sứ mệnh Liên Quân 100.000, còn cái này tới 3 sị căng. Mới đi chụp gì à. Mới chụp gì hôm mệt. Này là bạn của mình nha các bạn. Hiện tại này nó đang đứng top top bao nhiêu rồi, đang đứng top 3 của cái server này, còn mình đứng thứ 9. Nó 7m7, còn mình cái 5m2 à. Đừng còn nói gì vậy, có quà cho mày này. Cái gì quà gì? Khứa này nó tặng quà cho mình nữa các bạn. Mà hồi giờ nó cho mình nhiều thứ lắm. Nó cho mình đồ cả đống à. Như các bạn thấy là mấy cái bộ trang bị mình đang xài đều nó cho mình không á. Thì với khả năng đập đồ mà không bao giờ dính của mình, đập không xịt không, mình nghĩ mình không có ghép đồ các bạn ơi. Có đồ là mình đưa cho nó ghép à. Mình này mình giờ này mình dạng mất niềm tin vô cuộc sống á, nên không có đập đồ. Ôi giời ơi, cái này là cái gì vậy? Ơi đánh gà mà tôi có rồi. Ông lấy hồng. Ôi đù. Cái này là tốt với trời. Đù. Mẹ. Nó lụm ở đâu cái cục này nó đưa mình. Ok, 123000. Cái bình nó bán đâu ra? Hồi bữa mình có mua hai con này nè, nhưng mà mình đỡ nó có chứ mình đâu có kiếm đâu các bạn. Mình số điên tặng mạng luôn, đánh không gớt đồ nè. Để gì ghép đồ còn xịt nữa, xịt lên xuống 123000. Ok chết thôi. Cái đó là cái gì ta? Chắc cái này quá. Qua trong đây không? Cái đó nằm đâu ta? Ồ. Chết. Mé con rể nó nhắn tin cho mình nữa các bạn ơi. Nhưng mình đang làm video. Để từ từ. Sao mình không thấy cái đó nhờ? Cái bình nó bán ở đâu ta? Chết rồi, cái đó tìm ở đâu trời? Mấy hồi giờ mình chưa mua cái đó bao giờ. Cái đó tìm ở đâu trời?
mình tìm không ra. Cây thế. Mua cái đó ở đâu ta? Đậu xanh đó. Vật liệu ngoại hình. À đây. Bây giờ mình sẽ test cái bình này các bạn. Cái bình này xuống thế nhờ. Cái bình chỉnh máy cứt. Ok, vô test các bạn ơi. Ở đây mình cũng còn mình tích sẵn con này rồi. Mình tích sẵn cái con này rồi nên mình lấy nó ra các bạn. Hồi bữa mình có mua cái gói kim ngân bảo á. Mình sợ là mình sẽ xài hết nên mình vậy nha, mình mua mấy con này luôn. À. Mình mua mấy con này luôn, mình không có dạng như ok ghép. Dễ thương quá nha, chụp làm kỷ niệm các bạn ơi. Mé giờ này 12 giờ đêm chó sủa không nổi. Chúng ta sẽ cùng chào đón giây phút đón em nó về nhà các bạn ơi. Ui, nó còng 161 kè đồng chiến à. 5.4 triệu. Uầy, anh em có thấy khác biệt không anh em? Mình kích cái con này xong. Mình kích cái con này xong tự nhiên mình thấy mình đẹp trai thiệt chứ. Anh em nhìn nè, ôi trời ơi. Cái này bánh bốt thế giới gói các bạn ơi. Còn thằng kia làm gì? Tự nhiên có món đá 8, hai món cam nữa chứ. Khứa này nó làm gì vậy? Ok, bây giờ mình sẽ check các bạn xếp hàng được chiến nha các bạn. 5.4 triệu. 5.4 triệu là mình vượt mặt được ông top 8 rồi. Mình cũng hoàn bằng đuổi kịp cái bài top 7 này rồi. Ok. Hiện tại là mình vẫn chưa lên được full set 8. Và mình nghĩ là ở cái giai đoạn này nếu mà đem cho set 9 á thì cái số tiền bỏ ra để mà chu tiên chu thần nó là căng. Nên mình khuyên các bạn nên cho set 8. Vì set 9 nó sẽ không thể nào mở được cái ô khảm thứ tư, thứ năm gì đó. Không phải là bậc 8, bậc 10. Thôi. Mình tự nhiên hôm nay muốn có cái sự kiện gì nó vui vui, mình tự nhiên thanh niên này cho mình cái bình này úp lên con này nhìn ngầu lòi nhờ, nhìn tự nhiên đẹp trai hẳn ra các bạn ơi. Hồi bữa hôm qua thì nó cho mình cái cánh, hôm qua nó cho mình cái cánh, hôm nay nó cho mình cái bình. Anh em nhìn nè, hôm qua là nó cho mình cái cánh này các bạn, hôm nay cho mình cái bình. Ok anh em tốt. Mình có đi lụm được cái đồ gì thì mình đưa cho nó ghép. Nó ghép cho mình các bạn ơi. Chứ mình không có ghép đồ. Vậy như mình ghép nó không có hên á. Mình ghép gì mà nhiều lần mình ghép mình cảm thấy mình muốn trầm cảm luôn á. Ghép gì mà nó toàn xịt xuống. Ok các bạn nha. Giờ này cũng khuya. Mình nghĩ là mình nên lên cái tầng 3, tầng 4 mình cắm chiều nữa. Chứ mai dậy lấy đồ ghép các bạn ơi. Ok các bạn nha. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc các bạn có thể gọi là ngủ ngon nha. Mình là mình ngủ ngon lắm rồi đó. Đang buồn ngủ rồi, nó lên định treo ngoài này cho này. Xong rồi mình thấy tự nhiên đẹp trai hẳn ra. Ôi dồi ôi. Thời tới thiệt. Ok bye các bạn nha.